Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động chiếc đài nội địa của hãng Saab, đài to vật vã. Chiếc đài này có model là GF505SCT. Chiếc đài này ăn điện 100V. Đài này thì ăn ít điện, đấy, không lo ăn nhiều điện. Đấy, chứ trên thực tế thì có nhiều đồng chí lại còn ăn bỏ đài này ăn 220 và ô cái đài này ăn nhiều điện quá tôi không mua đâu. Anh có cái đài này nó ăn ít điện. Thế đây, xin thưa với quý vị và các bạn, đây là một chiếc đài ăn ít điện và cụ thể là nó chỉ có ăn 100V thôi. Chứ nó ăn 110V là hơi nhiều. Đấy. Ăn đúng, ăn đủ thì rất chi là tốt. Đấy, thế còn ví dụ như ăn gọi là ăn bừa ăn vãi thì nhiều khi nó xảy ra có khi lại tào tháo đuổi ấy. Cách đây một cơ số ngày mà có cái đài Nationa nội địa có model là GXCW50 mình bán cho người thượng đế ở Hải Dương vậy, trong lúc lú lẫn nhầm lẫn thế nào ấy lại cho nó ăn ăn nhiều quá, thế nên là nó bội thực. Cái đài đấy nguyên bản là ăn điện 100V, thế mà lú lẫn lại cho nó ăn 220V, thế là nó bội thực ngay và luôn. Thế nhưng mà chiếc đài đấy thì mình đã thay cái biến áp nguồn khác chạy 220 đấy để gửi cho ngài thượng đế ở Hải Dương rồi, giờ đang dùng rất chi là ổn định. Chiếc đài này cũng vậy thôi. Chiếc đài này thì chưa lú lẫn nên là vẫn ăn điện 100V. Các thượng đế chơi đài nội địa thì lưu ý ở cái chỗ là cho nó ăn đấy, ăn đúng ăn đủ, cho nó ăn 100V thôi. Đấy là đài nội địa là 100V là chuẩn. Có những cái chiếc đài mà nó biến áp mà nó không nằm ở trong đài, nó ăn điện một chiều thì cái biến áp nguồn ở ngoài thì không nói làm gì cả. Còn những cái loại đài mà biến áp nguồn ở bên trong thì nó 100V là một chuẩn chứ không phải 110V đâu nha. Chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất, đó là 4.500.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Đã được một người thượng đế có cái bụng tốt ở xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã trần văn chốt. Ngài thượng đế này đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương. Ngài đã thực hiện cái quyền đó là được chuyển thóc ngay và luôn. Ngài chuyển thóc cho mình khoảng tầm 3 tuần này cơ. 3 tuần này. Mình lấy cái đài này về khoảng tầm tháng hơn tháng rồi. Khi ngài xem được cái video là ngài trần văn chốt ngay và ngài chuyển thóc. Mà cái lúc ngài chuyển thóc là mình cũng có nói là cho em xin số tài khoản em trả lại anh, khi nào em nội soi em test mà anh ưng thì lúc giờ mới tính. Thế nhưng mà ngài bảo những sản phẩm của anh tôi xem là tôi biết rồi, anh cứ để tiền ở đấy, thóc đã vào bồ rồi không làm sao mà phải xúc ra cả, khi nào anh nội soi được anh test được thì anh gửi cho tôi. Đấy, một lần nữa trân trọng cảm ơn ngài thượng đế có cái bụng tốt ở xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, mang biển số 99. Trước khi test thì mình tiến hành Ecuador cái kích thước của cái đài này. Vì trên thực tế có người chứ không phải là có nhiều người, có người cũng chưa biết được cái đài này cái kích thước chiều rộng, chiều ngang, chiều cao, chiều sâu rồi cân nặng của nó là bao nhiêu. Thì ở đây mình chưa sợ mua được cái cân nên là mình không cân được. Thế nhưng mà chắc là cũng ăn áng. Cái này nó trọng lượng nét ấy, trọng lượng thì cũng dưới 10 kg, nó nặng khoảng tầm 6-7 cân, 6-7 cho đến 8 cân nhá, nặng lắm. Thì chưa bọc được cái băng dính vào cái đầu thước này, thế là cứ quặc tạm vào cái đài này, ngài thượng đế ở Bắc Ninh thông cảm cho, chứ nghề chơi nó rất công phu, đúng ra là phải quặc cái ni lông vào cái đầu thước này để khi đo thì nó tránh cái hiện tượng là gây xước cái đài. Chiều dài của chiếc đài này là 55 cm. Đấy. Chiều dài là 55 cm. Chiều cao của chiếc đài này là 31 cm. Đấy, tức là nó lại vằn vát, ở dưới này thì nó thấp hơn, ở trên cao này, thế nhưng mà mình đo thì mình lấy cái đỉnh. Đấy. Thế còn chiều sâu của chiếc đài này xấp xỉ 13 cm, chiều sâu là xấp xỉ 13 cm. Ăn điện 100V. Đài này thì đẹp rồi, đài này nghe nhạc trước 75 thì thôi rồi. Đây, chỗ này xì mẹ các thứ đây vẫn còn sáng này. Đấy, đồng hồ vu đẹp. Đài này thiên về nghe nhạc trước 75. Trước 75 hoặc là ca cải lương thì thôi rồi. Đấy. Ở đây là AUX này, ở đây là nghe băng này. Lát nữa nghe radio thì mình sẽ ấn radio thì ấn sẽ cái khác. Nhá. Đây này, ví dụ để như thế này mà ấn radio là ấn AM hoặc FM là ấn cái này. Thế còn khi chuyển sang chế độ nghe tín hiệu ngoài thì ấn AUX này. Khi băng cassette thì ấn vào đây. Đấy. Đấy, nhiều chức năng lắm. Đấy, nhiều chức năng lắm. Đây là cái điều tốc về phần băng cassette nhá, tức là chỉnh nhanh chỉnh chậm đấy.
Tức là ta mà nghe nhạc mà ta muốn nó chậm chạp dãi một chút, nhạc trước 75 dần hạn thì ta điều chỉnh cái này về. Còn để ở nước giữa này, ở cái hướng nước giữa này này, nó có cái khấc, cái con chiết áp này nó có cái khấc, đến đây là để nước nước chuẩn. Thế còn muốn nhanh, việc nghe lên khúc muốn nhanh ta nâng người lên là nó chạy nhanh nha. Đấy. Còn cái này không biết là cái gì. Chiết áp này không biết là cái gì, chưa chưa nghiên cứu được. Đấy. Đấy, rơi cái thước rồi, rơi cái thước này. Đấy, đây là cái hồi của nó này. Đây chỗ cho ăn điện. Đây chỗ cho ăn điện một chiều này. DC 15V. Đấy, đấy cái rác đây cho ăn điện một chiều. Đấy, rác này rác ăn điện xoay chiều AC. Đây tem đây. Đây, sáp 100V. Công suất tiêu thụ là 16W. Ở trong kỹ thuật nó gọi là công suất biểu kiến. GF505. Đây, SP hay ST này, màu quá. ST. Ở đây là cái rác này là rác đường tín hiệu vào này. Như kiểu có hai đường tín hiệu vào, còn cái này chả biết đây là cái gì. Ui nó nhiều chức năng lắm. Nhiều chức năng lắm, tại vì cái này nó ghi toàn tiếng Tây, toàn tiếng Nhật, để nó pin. Nắp pin. Đấy. Thì ở bên trong nó bị gãy một cái chân ốc. Còn một cái chân ốc thì coi như thế là người thợ trước người ta hàn gì rồi? Người ta hàn bằng keo bằng bông với lại keo 502. Đến lượt mình thì mình bổ sung thêm keo AB vào. Cái chân ốc cho nó chắc chắn. Này, quai sách vẫn còn như inox. Đấy. Thế nhưng thực tế ra nếu như mình không nội soi thì cũng chịu, cũng chẳng biết được là bên trong nó gãy chân ốc nhá. Nếu để như thế này làm sao mà biết được, hay là lại bảo tôi nhìn vào tôi biết cái đài đi, bây giờ nó gãy chân ốc đấy. Thế bây giờ test radio nhá, radio ở đây lát nữa mình sẽ gửi thêm cho ngài cái ly loa này để đổi hạ điện xuống 100V này. Đấy, đang cắm sẵn là 100V này này, đấy ly loa này. Đấy, cái này chơi đài với lại chơi âm ly là vừa đẹp. Chơi đài chơi âm ly là vừa đẹp. Đấy. Cái ổ áp ly hoa này mình bán 400.000 đồng, 400.000 đồng. Đấy. Lên rồi đấy. Đã dùng đồng hồ số để kiểm tra ra đúng 100V nhá. Radio này. Là chuyển lên băng sóng AM trước này. Ồ, ca nhạc thì còn nói cái chuyện gì đấy. Ca nhạc thì ai chả biết là hay nhưng vẫn lại phạt vào bản quyền. Và chúc lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp. Thủ tướng nhấn mạnh, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính nghiêng mình tưởng nhớ công lao vĩ đại và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Tưởng nhớ và tri ân sâu sắc Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúng ta khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công. Hai ăn tiền. Rồi. Lại ca nhạc không để được. Cho biết, với truyền thống đoàn kết nghĩa tình, thủy chung của dân tộc, chúng ta chân thành biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Trung Quốc, các nước Liên Xô cũ, các nước xã hội chủ nghĩa, bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
trong một khóa hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử. Ông nhấn mạnh, trải qua 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn, với đôi chân đất, tinh thần thép và ý chí chiến đấu quật cường bền bỉ, anh hùng của quân và dân ta, chiến dịch Điện Biên Phủ đã giành thắng lợi vang dội. Định hơn. Thông tin khác đến từ thính giả Trung Trần ở Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân. Phần công lao, sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung ương Hội Cựu chiến binh khẳng định đây là đỉnh cao thắng lợi của cuộc chiến tranh toàn dân toàn diện trường. Trong năm 2024, nâng cao tỷ lệ người lao động qua đào tạo. Có được đâu đấy lẩn khuất một chút, đó là sự mất mát hy sinh nhưng mà... Ngày 21 tháng 7 là sự khí thế của dân tộc. Với các bài học về lịch sử khi còn ở nhà trường, các bạn có biết gì về chiến thắng của chiến dịch Tây Bắc Thu Đông và ý nghĩa của nó quan trọng thế nào không? Vâng ạ, với chiến thắng Tây Bắc của chúng ta ở chiến dịch năm 1952 thì phải nói rằng chúng ta đã có thể nối liền vùng giải phóng Tây Bắc với vững thế chủ động tiến công và làm thất bại âm mưu. Nói chung là radio đấy, AM thì nét, FM thì thôi miễn bản nhá. Hàng của lão nông Chi Điền thì miễn bản, và trong quá trình sử dụng thì khỏi phải lăn tăn này, nó trục chặt gửi lại cho lão nông. Đương nhiên cứ trắng phớ cho nhau biết thế cho nó dễ. Đài nó trục chặt, đài cũ rồi, sinh có hạn tử bất kỳ là chuyện rất bình thường. Nhưng mà mua đài của mình thì khi nó trục chặt thì đương nhiên là tiền công thì không lấy. Thế nhưng mà tiền linh kiện, phụ kiện để làm cho nó rên rỉ trở lại thì đương nhiên là các thượng đế phải trả thóc. Cứ trắng phớ thế chứ không phải mua cái đài sau. Đơn giản nhất là sau 6 tháng, 1 năm nó đứt dây cu roa lại gửi lại bảo anh phải bảo hành cho tôi. Mình cứ trắng phớ cho nhau biết thế cho nó dễ nhá. Không bảo hành cái kiểu như vậy. Vì nếu mà bảo hành như vậy thì lại bán nhà để tỏi. Mỗi cái nhà để ở, cho dù là cái nhà gọi là chui đầu vào thì hở cái gì ra, nhưng mà cũng có cái nhà để che mưa che nắng. Nhưng mà bây giờ lại bảo hành, lại bán hàng, lại bảo hành cái kiểu đấy thì có bán nhà thì chả chơi. Thế nhưng mà nhắc lại với quý vị và các bạn, mua đài của người nông dân ấy, nếu nó mà tậm tịt ý, chỉ thẳng vào mặt cái đài ý, và cứ liệu hồn gọi điện cho người nông dân ở trong Bình Dương ấy là Khang 1861 ấy, có khi nó lại hoạt động trở lại. Còn nếu như nó mà vẫn cứ ương bướng, nó không hoạt động trở lại thì gửi lại đây, nó lại hoạt động trở lại. Đấy là điều chắc như đinh đóng cột. Những cái chiếc đài mình không cung cấp thì mình không biết. Thế nhưng những chiếc đài mình cung cấp ra là những cái chiếc đài mình kiểm tra kỹ lưỡng về phên vỉ, về tình trạng hoạt động của nó, về kỹ thuật. Và những chiếc đài mà duyên trần nó còn dài thì mình mới cung cấp. Còn những cái chiếc đài mà duyên trần nó cạn rồi, không cung cấp. Nha. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.